Thời gian gần đây, ở nước ta đã xảy ra nhiều vụ cướp giật trực tiếp tại các phòng giao dịch của các ngân hàng. Sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng gây án ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Vào chiều ngày 1 tháng 2, một người đàn ông mang theo dao vào cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, khiến dư luận xôn xao. Lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nghi phạm. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, một người đàn ông bịt mặt, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, vào chi nhánh một ngân hàng, đóng trên đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, một nam sinh lớp 12 trường trung học phổ thông cửa lò 1 đang làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng chứng kiến vụ việc và kể lại khi vào trong ngân hàng đối tượng một tay cầm dao tay còn lại cầm một vật thể nghi là vật liệu nổ rồi hô tất cả đứng nghiêm thời điểm này trong ngân hàng có khoảng 20 người gồm khách hàng đến giao dịch và nhân viên ngân hàng sau đó nghi phạm cướp một số tiền trong quầy giao dịch rồi tẩu thoát nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo nghi phạm nhưng không kịp nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy hướng về thành phố Vinh mất dấu vết.